Xin kính chào quý vị vẫn đang xem chương trình Việt View của đài Little Sài Gòn TV trên băng tần 56.7 và trên website lstv.com. Hồi nãy chúng tôi đang nói dang dở về ngày đi bộ lần thứ ba của hội, gọi là West Sami. Quý vị nào chưa hiểu chữ đó nghĩa là gì thì là Walk to End Stigma Against Mental Illness. Thì cái chữ viết tắt nghe cho nó đọc cho nó dễ kêu là West Sami. Thì cái ý là đi bộ để mà chống lại sự kỳ thị về tâm bệnh. Thì hồi nãy Peter có hứa là lần cái mục này sẽ nói về những cái chương trình, những cái tiết mục của cái lần đi bộ năm nay nó sẽ khác với lại hai lần trước một chút xíu, thì xin mời chị Anh Đào chia sẻ cái đó cho cùng quý vị. Dạ, cái câu mà hội chúng tôi luôn luôn nói rằng là hãy đi bộ cho tâm vui, thân mạnh và một nghĩa cử nhân ái. Năm nay chúng tôi cũng đi bộ giống như mọi năm. Năm trước thì chúng tôi đi bộ và chúng tôi có xổ số khi trở về. Năm nay thì có một chút xíu đặc biệt là đã 10 năm rồi, hội chúng tôi muốn làm một cái điều gì đó để cảm ơn tất cả quý vị đồng hương, tất cả những ân nhân đã luôn luôn đến với chúng tôi, tất cả những cộng đoàn. Chúng ta đi bộ về và chúng ta sẽ có một cuộc picnic. Trong cuộc picnic này thì chúng ta sẽ có những trò chơi game và đặc biệt năm nay những cái game, những bài hát cộng đồng sẽ là bác sĩ Xuyến Take Care. Thành ra quý vị cố gắng save time tới để nhìn bác sĩ Xuyến hát, và bác sĩ Xuyến có những game rất là hay. Thì chương trình này sẽ không được tiết lộ giờ chót, tại vì bác sĩ Xuyến muốn thế. Quý vị thương hội đã bao năm, 10 năm rồi, xin quý vị tới. Và chúng ta vẫn luôn luôn, chúng ta sẽ có 3 người MC luôn luôn bên cạnh hội, sát cạnh với hội: chị Minh Phượng, chị Diệu Quyên và anh Quang Việt. Thức ăn ngon, bài hát tâm tình và các trò chơi cộng đồng sẽ tạo tình thân ái khi chúng ta cùng nhau phục vụ. Đây là một trong những lý do mà hội muốn làm một cuộc picnic để chúng ta ăn uống, ca hát và kết tình thân. Như vậy thì đây là một dịp để chúng ta cùng ngồi lại và nhìn nhau để hiểu rằng là chúng ta không phải là những người cô đơn, chúng ta vẫn còn người bên cạnh. Và tôi rất mong mỏi tất cả quý vị cố gắng mặc áo màu xanh lá cây, vì đây là màu của sức khỏe tâm thần. Ngày Chủ nhật tháng 10, 21 tây, từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ chiều, quý vị cố gắng ghi danh nha. Tại vì ghi danh thì chúng tôi đếm được số người để chuẩn bị thức ăn, thức uống cho đầy đủ. Chỉ ăn nhẹ thôi nhưng mà sẽ đầy đủ để cho quý vị. Thành ra cố gắng ghi danh qua số phone 949-436-9355. 949-436-9355. Xin để lại tên và số phone là quý vị đã hoàn toàn thủ tục để ghi danh đi bộ. Dạ vâng, thì bằng ảnh Peter mới show là có cái số phone và tên chị Anh Đào và cái email nữa. Mặc dù là cái này dùng để cho lát nữa quý vị ghi danh lớp học nhưng mà cũng gọi một số mà thôi. Thì quý vị xin gọi cái số này và hoặc là email cũng được. Sẽ gặp chị Anh Đào để mà ghi danh. Thì sẽ có thức ăn trưa miễn phí cho quý vị. Ngày hôm đó chúng ta đi bộ, chúng ta vừa tập thể dục, rồi chúng ta ăn cơm, rồi chúng ta sinh hoạt cộng đồng với nhau. Lý ý là vui, và như bác sĩ Xuyến có nói là chúng ta khi chia sẻ những cái tâm tình đó với nhau đó, thì trong người chúng ta cũng tiết ra những cái chất rất là tốt. Tự nhiên nó làm nó tiết ra chứ không cần phải mua gì hết, không cần phải uống gì cả. Khi mình cười, mình vui chơi, mình gắn bó với nhau, tự nhiên cơ thể mình nó tiết ra những cái chất rất là đặc biệt để cho mình cảm thấy rất là vui vẻ, rất là gần gũi với nhau. Đó là cái sự diệu kỳ của cơ thể của chúng ta mà nhiều khi mình không biết tới. Bởi vì phải nghe những người từ bác sĩ này nọ thì mới thấy được cái sự đặc biệt của cơ thể của mình. Thì quý vị nào, mà nhất là quý vị học viên đã đi học với chúng tôi từ 11 khóa trước mà còn đang xem chương trình này, thì xin quý vị đến ủng hộ cho hội và gặp lại những người trong lớp học của chúng ta những khóa trước nữa. Và dĩ nhiên là những quý vị nào chưa biết chương trình, chưa biết hội và chưa đi học bao giờ cũng nên đi. Và như Peter nói, đây là một cái chuyện chúng ta đi là thứ nhất tập thể dục, thứ hai là chúng ta enjoy một cái buổi sáng trưa Chủ nhật ở ngoài công viên mát mẻ, và thứ ba là chúng ta, cái điểm quan trọng là chúng ta nói cho mọi người chung quanh biết rằng chúng ta nhẹ nhàng hơn và tập quen, bây giờ dùng chữ là mình tập, mình quen dần đi khi mà mình nghe đến cái vấn đề tâm bệnh, để mình có thể coi nó như là một cái bệnh về thể lý mà thôi, chứ không có khác hơn thua gì cả. Người bệnh tiểu đường cũng sốt phở cũng dữ dội lắm, người bệnh tiểu cao máu cũng sốt phở cũng không thua kém gì, người bị viêm gan cũng vậy, người bệnh trầm cảm cũng tương tự luôn. Không có bệnh nào mà đã dính cho người mình rồi thì không ai kêu là sung sướng hoặc là kêu là hạnh phúc cả.
đã là dùng cái chữ bệnh rồi là một cái vấn đề phải giải quyết và phải đi đi cứu chữa, chứ không phải là một cái chuyện gì mà ai cũng thích được có bệnh. Cho nên là chỉ khác biệt là như Phi đã nói từ lúc lúc là một một đầu tiên đó, là khi mà mình thấy, khi mình nghe về bạn bè người thân mình nói là ồ tôi bị trầm cảm, thì chúng ta lại không biết làm gì hơn được ngoài lời ngoài trời là im lặng, hoặc là nói với họ là đừng đừng có buồn nữa. Nhưng mà cũng nhiều khi là mình nghe những người khác cũng có bệnh tương tự, tiểu đường hay là cao máu hay là cao mỡ, thì chúng ta lại có những cái cũng có những cái lời khuyên nhủ, ăn uống cho nó tốt hơn, tập thể dục vân vân, chúng ta có thể bày tỏ cái sự bận tâm nhiều hơn. Mà nhiều khi lại ngược lại tâm bệnh thì thiếu sự bận tâm đó, bởi vì chúng ta sợ, chúng ta không biết người này có suy nghĩ gì không, có nghĩ gì kỳ quặc không hay vân vân. Tất cả đều là cái sợ, cái làm cho chúng ta có khoảng cách với lại những người có tâm bệnh, và từ đó là những người có tâm bệnh cũng cảm thấy được như vậy luôn, và chúng họ lại càng xa cách cái cuộc đời của họ, xa cách cái những người thân của họ, rốt cuộc họ cứ trong phòng mà thôi. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta không muốn thấy. Hy vọng là chúng ta đi bộ, là chúng ta nói là cái này, tại vì cái này cần rất là nhiều thời gian, một năm làm có một lần à, chắc phải đi vài năm nữa, quý vị phải đi nhiều nữa, rồi chúng ta từ từ, rất là, này là rất là chậm, chúng ta mới quen dần được, để mà chúng ta mới 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 có gọi là thấy comfortable hơn, thấy thoải mái hơn trong tương lai. Chú Quân có thêm gì không về cái đó không chú Quân? Tôi nghĩ thì cái đi bộ mà cái quan trọng nhất, nghĩa là có dịp để cho thân nhân và có thể những người bị tâm bệnh đó trong gia đình có dịp đi ra ngoài trời để hưởng không khí một chút. Tại vì nhiều khi ở trong gia đình đó nó bị tù túng rồi cứ bị lo sợ, cứ để ý tới người bệnh làm cho cái thân nhân bị căng thẳng đi và không có lúc nào mà có thể thư giãn được. Thì đây là cái dịp mà hội tổ chức ra để cho thân nhân và nếu có thể được là những con em bị bệnh đó ra ngoài trời gặp gỡ với nhau. Thì khi mà những người thân nhân mà ra ngoài trời gặp gỡ thì tất cả những cái ưu phiền, những sự lo âu của những thân nhân đó sẽ vơi đi một phần nào, vì nhìn thấy những người này như kia người nọ, à lúc đó mới thấy rằng mình còn có những người khác nữa. Chính cái đó là những động lực để thúc đẩy cho thân nhân can đảm và mạnh mẽ hơn để giúp cho cái người bệnh của mình. Dạ vâng, cảm ơn chú. Thì cái đó chú cô nói cũng một điều quan trọng là quý vị nào đang coi chương trình này, nếu mình là đang người có bệnh cũng đi được. Cái này không phải là để chỉ đó cho những người nào mà bình thường hoặc là khỏe mạnh mà thôi, chứ tất cả ai cũng đi được hết trơn đó. Quý vị còn đi được đến đó được là cái đến đó để đi cùng chúng tôi mà thôi. Quý vị có bệnh cũng được, đang là người chăm sóc người thân cũng được, sao cũng được hết. Miễn là chúng ta muốn đi bộ là chúng ta cứ đến mà đi thôi. Cho anh Đào chia sẻ một cái good news của chúng ta nha. Quý vị chịu khó rằng phải có một cái tờ flyer thế này nha. Hoặc là quý vị qua đến email quý vị copy ra, tại vì quý vị cầm cái flyer này tới cái park đó thì ông Andrew Đỗ đã approve cho chúng ta được 500 cái free parking. Thì nếu chúng ta cầm cái flyer này vào cái ngày đi bộ đó đến cái park, chúng ta sẽ được đậu xe free cho 500 chiếc xe đầu tiên. Và cái chỗ đậu xe chúng ta là cái bãi đậu xe Lô Y ngay đường Euclid với lại đường Edinger. Thì cái chỗ mà chúng ta năm nay chúng ta không phải tổ chức ở ngoài park như last year, mà chúng ta tổ chức tại một cái nhà xây tại park. Và chúng ta dĩ nhiên là đi bộ ngoài cái park, đi 2 mile thôi quý vị à. Đi 2 mile thôi. Và khi chúng ta trở về chúng ta sẽ tổ chức ăn uống, ca hát, múa mái gì đó, thì cái đó bác sĩ Xuyến tính sao nhé. Thì chúng ta sẽ làm tại cái hall đó, tại một trong cái nhà đó, thì chúng ta sẽ tha hồ mà ấm cúng và vừa ăn vừa nói chuyện vừa tâm sự. Thì đây là dịp để chúng ta được nói những gì chúng ta giữ kín và chia sẻ với nhau. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị. Cái điều bà kinh là quan trọng đó. Chút xíu nữa Peter sẽ nhắc lại cái đó cho quý vị nào chưa có sao thêm kịp đó. Thì xin quý vị đừng dời chương trình, sau chúng tôi sẽ quay lại số phút quảng cáo.